Thưa quý vị, trong những năm qua triển khai chương trình khuyến công thì nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó mà tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhằm tiếp tục tạo động lực mới cho công nghiệp nông thôn phát triển, ngày 19 tháng 2 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 04, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc bộ và các địa phương đẩy mạnh hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025. Chính sách này sẽ có tác động thế nào nếu như triển khai? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Trong giai đoạn 2014-2020, chương trình khuyến công trung ương và địa phương đã hỗ trợ 114 cơ sở doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí 32,3 tỷ đồng. Trong đó, chương trình khuyến công quốc gia có 16 đơn vị được hỗ trợ 7,2 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất trong số này là 6 mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất sạch hơn được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, nhưng đã thu hút được hơn 24 tỷ đồng vốn đối ứng. Đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm đã được triển khai cho 3 cơ sở với tổng kinh phí là 1,4 tỷ đồng, thu hút được vốn đối ứng 3,6 tỷ đồng của doanh nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rằng là với sự hỗ trợ của bên trung tâm khuyến công như vậy thì không những về tinh thần mà đây là một cái điều kiện rất tốt tại cái khu vực địa điểm tại chợ này để chúng tôi giới thiệu và cái sản phẩm của chúng tôi để nhiều người biết đến. Đây là một trong những cái quảng bá cái thương hiệu của Tiêu Bồng Mây. Đơn vị chúng tôi chú trọng thứ nhất là về cái chất lượng. Chất lượng của chúng tôi là đứng hàng đầu và chúng tôi làm rất là nghiêm ngặt và đã được cố vấn của Nhật sang giúp đỡ rất là tận tình cho chúng tôi. Các chương trình đề án khuyến công quốc gia chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng. Qua triển khai đã giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển từ sản xuất bán tự động sang sản xuất hiện đại, giảm bớt lao động thủ công, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, góp phần tăng lợi nhuận cho chủ cơ sở, ổn định thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương. Đặc biệt, việc triển khai hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp vượt khó. Nói chung là cũng vừa một cái dịch COVID đi qua, ấy. Hơn nữa là doanh nghiệp cũng vừa mới thành lập một thời gian chưa được dài, cho nên là nguồn vốn thì nó cũng còn hạn hẹp. Cho nên là được cái nguồn vốn khuyến công của nhà nước ấy, thì cũng giúp cho doanh nghiệp rất là nhiều trong cái tình hình khó khăn như cái đợt đầu năm vừa rồi. Phát huy kết quả đạt được, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1881 phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định này, cả nước có 340 mô hình trình diễn kỹ thuật, 1.900 máy móc thiết bị và 300 dây chuyền công nghệ tiên tiến được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, 400 cơ sở công nghiệp nông thôn được tổ chức sản xuất sạch hơn hay hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 cơ sở. Triển khai quyết định số 1881 của Thủ tướng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức 7 mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học vào sản xuất. Mỗi năm hỗ trợ bình quân 2 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Là triển khai các cái chương trình mà hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, ví dụ như là đầu tư phòng trưng bày các cái sản phẩm để quảng bá các cái sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Đi chương trình mà ứng dụng đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến thì năm nay ưu tiên cho các cái cơ sở, tập trung ưu tiên cho các cơ sở mà có cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận từ cấp tỉnh trở lên. Tiếp tục tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn, ngày 19 tháng 2 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành chỉ thị số 04 về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025. Tại chỉ thị này, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động khuyến công, lồng ghép phối hợp các chương trình mục tiêu trên địa bàn để tăng hiệu quả cho hoạt động khuyến công, tăng cường thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chính sách khuyến công. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hướng dẫn chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp xây dựng các đề án hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm,
phù hợp với tiềm năng lợi thế. Đồng bộ chương trình khuyến công với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Song song đó, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí khuyến công, đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và quy định pháp luật để chương trình khuyến công đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra.